hẹn gặp lại các con trong giờ tạo hình ngày hôm nay đấy. Trước khi vào bài học, chúng mình cùng lắng nghe cô đọc một bài thơ nhé. Dế Mèn xin chào các bé. Các bé có biết cái bát nhỏ xinh mà chúng mình dùng để ăn cơm hàng ngày là do ai làm không? Do những người thợ khéo tay của chúng mình đấy. Một bạn nhỏ trong bài thơ Cái bát xinh xinh còn tự hào hơn khi chính những vật dụng ấy là do bố mẹ bạn ấy tạo ra đấy các bé ạ. À, nào, chúng mình cùng Dế Mèn đọc bài thơ ấy thôi. Mẹ cha công tác, nhà máy bát tràng, mang về cho bé cái bát xinh xinh. Từ bùn đất sét, qua bàn tay cha, qua bàn tay mẹ, thành cái bát hoa, nâng niu bé giữ. Mỗi bữa hàng ngày, công cha công mẹ, bé cầm trên tay. Các bé có biết những chiếc bát của chúng mình được làm từ gì không nhỉ? Chúng mình cùng đọc lại bài thơ này để được giải đáp nhé. Mẹ cha công tác, nhà máy bát tràng, mang về cho bé cái bát xinh xinh. Từ bùn đất sét, qua bàn tay cha, qua bàn tay mẹ, thành cái bát hoa, nâng niu bé giữ. Mỗi bữa hàng ngày, công cha công mẹ, bé cầm trên tay. Rồi, các con đã được nghe cô đọc cho chúng mình bài thơ Cái bát xinh xinh rồi đấy. Trong bài thơ nhắc đến hình ảnh đó là những chiếc bát vô cùng quen thuộc với đứa con đúng không nào? Và ngày hôm nay trong giờ đọc hình, cô muốn chúng mình hãy thể hiện tài khéo léo của đôi bàn tay vẽ nên những chiếc bát thật là xinh xắn. Và để thực hiện được bài vẽ này thì các con cần nhờ bố mẹ chuẩn bị cho chúng mình những đồ vật sau. Đó là những tờ giấy A4, những chiếc bút chì, và một hộp sáp màu phân nhé. Và bây giờ các con hãy cùng với bên cô để xem cô hướng với các con vẽ như thế nào.
Vừa rồi cô đã hướng dẫn các con vẽ những chiếc tóc thật là đẹp đúng không nào? Chúng mình hãy vẽ lại vào giấy, sau đó như bố mẹ chú Bảy gửi lại cho cô. Và các bạn cùng xem nhé. Bài học của chúng mình đến đây là hết rồi. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con.